Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhân Laptop Bảo Hành Trọn Đời. Thì trong tuần này Huyền quay lại và mang đến cho các bạn top 5 mẫu máy mà được ưa chuộng nhất trong thời điểm hiện tại. Và điều đặc biệt ở những mẫu laptop này là màn hình cảm ứng và chiếc máy có thể gập xoay 360 độ như thế này. Đấy, như các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy, chiếc máy này có thể sử dụng như một chiếc tablet. Thì những mẫu laptop này có thể đáp ứng được những nhu cầu như các bạn mà thường xuyên hay trình chiếu, và những bạn muốn những chiếc máy mỏng nhẹ thì đây cũng là một sự lựa chọn đáng gờm. Vậy đó là những mẫu laptop nào, thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu từng chiếc laptop một nhé. Thì như đầu clip Huyền đã giới thiệu cho các bạn là hôm nay Huyền sẽ giới thiệu cho các bạn 5 mẫu laptop mà có thể gập xoay 360 độ. Và bây giờ mẫu laptop đầu tiên mà Huyền mang đến đó là chiếc Lenovo IdeaPad nha các bạn. Lenovo đây, có logo Lenovo đây. Cái này là mẫu Lenovo IdeaPad Pad 5. Em thử khởi động lại cho các bạn xem thử nha. Thì con máy này hiện tại có cấu hình là AMD Ryzen 7 4700U, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 512GB. Như các bạn có thể thấy nè, cái chiếc máy này thiết kế khá là đẹp luôn. Logo Ryzen. Chiếc máy này còn khá là mới, vân tay đầy đủ. Và điều đặc biệt đó là máy có thể gập xoay 360. Đấy, mình có thể sử dụng như một chiếc tablet nha. Máy thì khởi động khá là nhanh. Chiếc máy này còn khá là đẹp và mới. Và các bạn, mình nhắc lại dùm là chiếc máy này là chiếc Lenovo IdeaPad Pad 5. Các bạn nhớ để ý dùng Huyền cái mã nha. Và cái ngày đăng clip nữa, thì chiếc máy này hiện tại đang có giá là 15.500.000. Chiếc Lenovo IdeaPad Pad 5, cấu hình là Ryzen 7 4700U, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 512. Rồi mình để qua bên, mình lấy chiếc tiếp theo nha. Và thương hiệu tiếp theo mà Huyền nhắc đến đó là thương hiệu Dell. Thì như các bạn đã biết, Dell có rất là nhiều thiết kế rất là đẹp và cũng được rất là nhiều người Việt Nam ưa chuộng luôn. Thì chiếc trên tay Huyền đây là chiếc Dell Inspiron 5406. Thì chiếc máy này có màn hình là 14 inch, cấu hình là i7 1165G7, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 512. Màn hình là Full HD cảm ứng. Như các bạn có thể thấy này, chiếc máy này khá là đẹp luôn. Đa số hàng bên mình là hàng nhập khẩu nên là máy sẽ không có thùng. Còn thiết kế và nhiều con máy thì nó cũng có trầy xước nhẹ. Nhưng mà các bạn yên tâm, về phần cứng thì bên mình bao nguyên zin 100% nha, chưa qua sửa chữa. Mình thử khởi động lại thử xem nó tốc độ nó như thế nào nha. Tốc độ như các bạn có thể thấy nó khá là nhanh luôn. Đây, con này vẫn có thiết kế vân tay ở đây nha các bạn. Đây, để nút nguồn nè. Các bạn có thể sử dụng vân tay. Đèn phím đầy đủ. Chiếc máy khởi động khá là nhanh. Và hiện tại con máy này là chiếc Dell Inspiron 5406 2+1, có hình là i7, chip 1165G7. RAM là 8GB, ổ cứng SSD 512 và màn hình 14 inch. Giá con này hiện tại đang bán là 19.500.000. Nhớ dùm Huyền cái mã máy nha. Rồi mình tới mã tiếp theo. Thì chiếc máy tiếp theo được đến từ thương hiệu Samsung, logo Samsung nằm đây. Là con máy này có tên là Samsung Notebook 9 Pro 15, có mã là NB940X5N. Cấu hình là Core i7, chip 8550U, RAM là 16GB, ổ cứng là 256 nha các bạn. Màn hình là 14 inch. Chiếc máy này thôi. Tự khởi động chiếc máy này lên.
con máy này vẫn có đèn bàn phím nha. Và dòng này thì nó sẽ có được, nó thiết kế có một chiếc bút nằm ở đây, nó giống như điện thoại, nó chính, nó chính nóc người sẽ có chiếc bút đó các bạn. Đây mình có thể dễ dàng nốt cái gì điều cần thiết ở trên màn hình để mình làm việc, là thấy không, dễ, rất là dễ dàng. Đấy, có chiếc bút này, nó nằm ở phía dưới, nó như một chiếc điện thoại. Thì những chiếc máy này đều có thể gập xoay 360 hết nha. Đấy, nhiều lúc mình có thể dễ dàng sử dụng một chiếc máy có thể trình chiếu. Đấy, dễ dàng. Con máy này là Samsung Notebook 9 Pro 15. Con máy này hiện tại có giá là 15 triệu. Lưu ý giúp Huyền cái mã máy nha các bạn. Thì chính sách của bên mình là một đổi một trong vòng 30 ngày nếu máy bị lỗi bất kỳ về phần cứng. Phần cứng thì sẽ được bảo hành 6 tháng, phần mềm vệ sinh máy sẽ được hỗ trợ miễn phí trọn đời. Và chính sách thì hiện tại mình đang có chính sách là giảm giá cho học sinh sinh viên 200.000, khách cũ 300 và tặng kèm ba lô và chuột không dây nha. Rồi, sang mảnh tiếp theo nha. Và chiếc máy tiếp theo được đến từ thương hiệu Asus, chiếc Asus VivoBook. Thì con máy này nó có cái tên là TB420IA Asus VivoBook. Mở lên xem. Đây, thử khởi động lại chiếc máy này nha. Đa số những chiếc máy này đang chạy ổ cứng SD hết, nên là máy khởi động khá là nhanh. Nó đang update, máy đang update. Thì con máy này có cấu hình là AMD Ryzen 7, RAM là 8GB, ổ cứng SD là 256. Nó có vân tay ở trên bàn phím. Chiếc máy này nó đang update hơi lâu nên thời lượng video mình nó không chờ update được nha các bạn. Nên là mình sẽ quay sơ thiết kế bên ngoài. Đây. Chiếc này là chiếc Asus VivoBook, cái mã là TB420IA, cấu hình là Ryzen 7 4700U, RAM là 8GB, ổ cứng SD 256. Thì con máy này hiện tại có giá là 15.500.000, chiếc Asus VivoBook đến từ thương hiệu Asus nha. Rồi mình qua mẫu cuối cùng. Và mẫu cuối cùng mà mình mang đến đó là chiếc đến từ thương hiệu HP. Thì laptop nhập khẩu thì không thể nào thiếu dòng HP được. Và con HP này là HP X360-15. Con này có màn hình là 15.6 inch nha. Và con này có cấu hình là AMD Ryzen 5 5500U, RAM là 8GB, ổ cứng SD 256. Chiếc X360. Và nhiều người thắc mắc với một mình là những chiếc MV thì có nâng cấp được, khả năng nâng cấp RAM được hay không. Thì đối với chiếc này thì Hiền đã mở ra rồi. Thì có hai khe RAM nha các bạn. Các bạn có thể nâng cấp tối đa 16GB. Con này tuy màn hình là 15.6 inch nhưng nó không có bàn phím số. Rất tiếc cho chiếc máy này, nó không có bàn phím số. Như các bạn có thể thấy cái logo HP mà từ đời 9, đời 10 trở lên á, cái logo MV nó sẽ thay đổi, thiết kế của thằng H logo thay đổi rất là đẹp. Nó không có giống như những chiếc HP 840 G4, 840 G3 nữa, mà HP nó đã đổi cái logo này rồi. Thiết kế khá là đẹp. MV HP MV X360. Thì con máy này hiện tại đang có giá là 18 triệu. Thì vừa rồi chúng ta cùng đi tìm hiểu 5 mẫu laptop được đến từ 5 thương hiệu khác nhau, nhưng cùng một ưu điểm đó là máy là có màn hình cảm ứng gập xoay 360 độ. Bạn đã lựa chọn được mẫu laptop nào ưng ý cho chính bản thân mình hay chưa? Nếu chưa chọn được mẫu laptop ưng ý thì các bạn hãy đến ngay tại địa chỉ cửa hàng 746 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình để mình có thể test trực tiếp những chiếc máy này nhé. Còn clip của Hiền đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.